Vào sáng ngày mùng 2 tháng 7 năm 1987, khán giả Nhật Bản sững sờ khi thấy trên truyền hình, một nghị sĩ Mỹ cầm chiếc búa lớn, điên cùng đập nát một chiếc radio của Toshiba vừa đập, ông ta vừa hét lớn, thuyết đe dọa Nhật Bản. Tuy nhiên, đập nát chiếc radio vẫn chưa khiến các chính trị gia Mỹ hả giận, liên minh bảo thủ sau đó còn đứng trước cửa và trao cho chiếc radio Toshiba một giải thường đầy mỉa mai, giải dây thường vàng, ám chỉ rằng Toshiba quá tham lam, bất chấp mọi thủ đoạn vì lợi nhuận, thậm chí còn bán dây thong lọng cho chính kẻ hành quyết mình. Bề ngoài, đây có vẻ là hành động trừng phạt Toshiba vì đã bí mật bán máy công cụ cho Liên Xô, nhưng bản chất thật sự là Mỹ đang thực hiện một đợt tấn công chính trị mạnh mẽ nhằm vào Nhật Bản. Cần biết rằng, bất kỳ quốc gia nào đe dọa đến vị thế bá chủ công nghệ của Mỹ, đặc biệt là những nước muốn trỗi dậy nhờ ngành bán dẫn, đều không thể thoát khỏi đòn tấn công của Washington. Từ việc kìm hãm Nhật Bản 40 năm trước, cho đến lệnh cấm vận công nghệ đối với trung quốc ngày nay mỹ đã làm những gì để duy trì bá quyền công nghệ toàn cầu xin chào mọi người tôi là tùng dũ trong nội dung hôm nay tôi sẽ điểm lại những chiêu trò mà mỹ từng sử dụng để đàn áp các đối thủ trong ngành bán dẫn tôi phát hiện ra rằng vấn đề cuối cùng của nhật bản không phải là bị mỹ đánh bại mà là bị cô lập đến chết vào đầu thập niên 90, ngành điện tử toàn cầu hình thành một cục diện đối lập hai cực, một bên là Mỹ, quê hương của ngành bán dẫn, nhưng đã trở thành một đại ca xa sút. Tôi đã tìm lại danh sách 10 công ty bán dẫn lớn nhất thế giới hơn 30 năm trước và thấy rằng Mỹ chỉ chiếm 3 công ty, thậm chí Intel, gã khổng lồ đang xa sút hiện tại, khi đó chỉ đứng ở vị trí thứ tư. Bên còn lại chính là Nhật Bản, quốc gia đã đè bẹp Mỹ trên thị trường bán dẫn. Năm 1989, Nhật Bản trở thành quốc gia sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới, chiếm 45% sản lượng toàn cầu và đạt được chuỗi cung ứng khép kín, tức là tự nghiên cứu, tự sản xuất, tự đóng gói và kiểm định. Trong số 10 công ty bán dẫn hàng đầu thế giới, có đến 6 công ty đến từ Nhật Bản. Thời điểm đó, ngành bán dẫn Nhật Bản đã đạt đến đỉnh cao huy hoàng với thị phần chip toàn cầu vượt cả Mỹ và châu Âu cộng lại. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2012, ngành điện tử Nhật Bản sụp đổ hoàn toàn, tổng giá trị sản xuất của ngành chỉ còn khoảng 12.000 tỷ yên, chưa bằng một nửa so với năm 2000. Mỹ đã làm thế nào để phá hủy ngành bán dẫn Nhật Bản từ bên ngoài? Dĩ nhiên, không chỉ đơn giản bằng những đòn tấn công chính trị như đập phá radio, quan trọng hơn, Mỹ đã dẫn dắt việc tài cấu trúc chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, loại Nhật Bản ra khỏi những mắt xích quan trọng trong chuỗi này. Việc đầu tiên Mỹ làm là đảo lộn thị trường thiết bị điện tử đầu cuối, dùng điểm mạnh của mình để đánh vào điểm yếu của Nhật Bản. Vào cuối những năm 1980, thế mạnh của Nhật nằm ở công nghệ lưu trữ của máy tính lớn, trong khi Mỹ lại chuyển sang thúc đẩy sự phổ biến của máy tính cá nhân, thành phần cốt lõi của PC chính là CPU và theo định luật Moore, hiệu suất của CPU tăng gấp đôi sau mỗi 18 tháng sự phát triển nhanh chóng của cpu giúp trải nghiệm máy tính cải thiện đáng kể nhưng đồng thời cũng khiến ngành bán dẫn đòi hỏi lượng vốn đầu tư ngày càng lớn để bắt kịp công nghệ cpu của mỹ nhật bản vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược toàn bộ chuỗi cung ứng tự làm mọi thứ từ a đến z nhưng họ không ngờ rằng chi phí khổng lồ cho cả thiết kế lẫn sản xuất bán dẫn đã trở thành gánh nặng không thể chịu nổi trong khi đó mỹ áp dụng chiến lược phân tách giữa thiết kế và sản xuất bán dẫn nhanh chóng tổ chức một mạng lưới phân công lao động toàn cầu, giao phần lớn công việc cho các nước khác, nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ những công nghệ cốt lõi để giữ vững thế độc quyền trong công nghệ quang khắc. Mỹ thậm chí còn thiết lập một hệ thống loại trừ Nhật Bản trong công nghệ quang khắc. Bước sau ánh sáng càng ngắn thì có thể chế tạo ra chip càng mạnh. Để vượt qua giới hạn 193 nanomet của công nghệ quang khắc truyền thống, Mỹ đã khởi động một kế hoạch đột phá. Năm 1997, dưới sự dẫn dắt của Intel, bộ năng lượng mi đã tập hợp hơn 40 quốc gia và hầu hết các tập đoàn bán dẫn lớn trên thế giới để thành lập liên minh quang khắc cực tím EUV. Cần biết rằng, nghiên cứu về tiêu cực tím EUV thậm chí còn khó hơn cả chế tạo bom nguyên tử. Ban đầu, Intel dự định mời ASML của Hà Lan và Nikon của Nhật Bản tham gia liên minh. Nhưng ngay lúc đó, Quốc hội Mỹ nhận được một bản báo cáo với một câu nói đã thay đổi hoàn toàn cục diện, nay con có thể chuyển giao công nghệ trở lại Nhật Bản, từ đó xóa sổ hoàn toàn ngành công nghiệp quang khắc của Mỹ. Câu nói này khiến nhà trắng toát mồ hôi lạnh, ngay lập tức Nai con bị loại khỏi danh sách hợp tác, có phải bạn cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc? Hãng máy ảnh Nai con mà ai cũng biết đến, từng là một ông lớn trong lĩnh vực quang khắc, nhưng rồi bị Mỹ chặn đứng. Câu chuyện này lại một lần nữa tái diễn trong thế kỷ 21 với Edmix. Công ty sản xuất chip của Trung Quốc ban đầu, SMIC đã đặt hàng máy quang khắc EUV của ASML, nhưng Mỹ đã tìm mọi cách ngăn chặn và loại Trung Quốc ra khỏi nhóm các nước có thể tiếp cận công nghệ EUV. Mỹ không chỉ thiết lập một hệ thống độc quyền, nắm giữ các công nghệ tiên tiến nhất, mà còn tích cực tìm kiếm và củng cố liên minh trên toàn cầu để mở rộng ảnh hưởng. TSMC chính là một ví dụ điển hình về đồng minh của Mỹ khi mới thành lập TSMC gặp muôn bản khó khăn và chính Intel đã ra tay giúp đỡ họ. Năm 1988, hàng chục kỹ sư của Intel đã đến TSMC, chỉ ra 200 quy trình cần cải tiến chỉ trong một lần đánh giá. Khi đó, Intel là chuẩn mực của ngành sản xuất chip tiên tiến và việc được một học báo như Intel hướng dẫn tận tình đã giúp TSMC tiến bộ vượt bậc tất nhiên sự giúp đỡ này không phải miễn phí mà đổi lại bằng lòng trung thành tuyệt đối người sáng lập tsmc trương trung mưu từng là đồng nghiệp cu của NG Gozo, tổng giám đốc intel thời bấy giờ khi intel bắt đầu chuyển đổi chiến lược tsmc quyết tâm giành được nhiều đơn hàng hơn bằng cách thể thốt trung thành với Gozo. hãy coi tôi như nhà máy của chính intel chúng tôi đảm bảo chất lượng và hiệu suất tuyệt đối quan trọng nhất chúng tôi luôn trung thành. Nhờ sự cam kết đó, TSMC đã vượt qua bài kiểm tra đồng minh thân cận của Mỹ với sự hỗ trợ của Intel. TSMC phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành bá chủ trong lĩnh vực gia công chip. Sau này, NVDA, Qualcomm, Broadcom và Apple đều lần lượt trở thành khách hàng của họ, giúp TSMC củng cố vị thế số một trong ngành sản xuất chip theo hợp đồng. Thực ra, câu chuyện về TSMC vẫn còn rất nhiều điều để nói. Nếu bạn quan tâm, hãy xem lại các tập trước về chủ đề này. Chiến lược bóp nghe từng bước chia cắt từng lớp của Mỹ đã cô lập Nhật Bản và làm đứt gai chuối cung ứng bán dẫn toàn cầu. Nhật Bản bị đánh đến mức tự kỷ, rơi vào trạng thái đóng cửa tự phát triển. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp, ngành điện tử của Nhật Bản từ đó bắt đầu trượt dốc không phanh. Dĩ nhiên, chiến lược phân công lao động toàn cầu của Mỹ không chỉ đơn thuần là để mỗi nước sản xuất một bộ phận rồi ráp lại, bản chất cốt lõi của nó là quản lý việc phân phối lợi nhuận, hay nói cách khác, là cách chia tiền. Một ví dụ điển hình chính là chuối cung ứng toàn cầu của Apple. Ngày nay, chuối cung ứng của Apple đã trở thành mật mã giàu có. Ai cũng muốn giành được đơn hàng cung cấp linh kiện cho iPhone. Bởi vì lợi nhuận mà Apple chia cho vẫn rất hấp dẫn, dù tất cả đều chỉ là người làm thuê, nhưng làm thuê cho Mỹ vẫn kiếm được nhiều hơn. Tuy nhiên, Apple không chỉ bán phát cơ hội làm giàu, mà còn mang theo cả sự kiểm soát và kiềm chế. Chiến lược của Mỹ đã quá rõ ràng, Mỹ đóng vai trò đại ca, tập hợp sức mạnh toàn cầu để cô lập Nhật Bản, nhưng Nhật Bản không phải là kẻ ngốc. Nếu Mỹ có thể tận dụng toàn cầu hóa, thì Nhật cũng có thể làm điều tương tự. Từ năm 1985 đến năm 1990, Nhật Bản đã đầu tư hơn 170 tỷ đô la Mỹ vào Đông Nam Ả, các linh kiện thụ động được sản xuất ở Philippines, các dây chuyển sản xuất ô tô như Toyota được đặt ở Thái Lan. Nhưng toàn cầu hóa của Nhật có gì khác so với toàn cầu hóa của Mỹ, tư duy của người Nhật là nhà máy có thể đặt ở Đông Nam Á, nhưng phải dùng nguyên liệu của Nhật, thiết bị của Nhật, sản xuất ra sản phẩm của Nhật, toàn cầu hóa của Nhật thực chất, chỉ là mở nhà máy ở Đông Nam Á để tận dụng nhân công giá rẻ, nhưng không để các nước này cùng kiếm tiền. Trong khi đó, chiến lược của Mỹ lại khác, Mỹ giữ phần lợi nhuận cao nhất, nhưng vấn đề các đồng minh có phần, Nhật Bản thì khác, dù cho bạn tham gia chuỗi cung ứng, bạn vẫn chỉ là người làm thuê, không có lợi ích thực sự. Tóm lại, Mỹ đóng vai đại ca, ăn thịt và để đàn em hút nước dùng, Nhật Bản vừa ăn thịt, vừa uống nước dùng, còn bắt đàn em đi rửa nồi, rửa bát. Năm 2019, Panasonic tuyên bố bán lại mảng bán dẫn đã thua lỗ nhiều năm, động thái này được xem như dấu chấm hết cho quá trình tái cấu trúc quy mô lớn của ngành bán dẫn Nhật Bản. Nhìn lại, Nhật Bản từng là cường quốc số một thế giới về sản xuất chip trong thập niên năm 1980, nhưng đến thời điểm này, họ đã hoàn toàn suy tàn, chỉ còn giữ vai trò nhà cung cấp thiết bị và vật liệu sản xuất bán dẫn. Từ chiếc ra đi ô bị đập nát trước Nhà Trắng hơn 30 năm trước, đến sự sụp đổ toàn diện của ngành bán dẫn Nhật Bản, Mỹ đã từng bước giải phẫu đối thủ này một cách bài bàn và có chiến lược. Mỹ đã triệt hạ đối thủ bán dẫn như thế nào? Một đánh bằng chính trị, đập nát radio, gây áp lực bằng cách bắt giữ các giám đốc cấp cao của đối thủ, khiến cả ngành công nghiệp rơi vào sợ hãi, hay hỗ trợ đồng minh, cô lập đối thủ. Mỹ không tấn công trực diện, mà tạo ra một vòng vây, tìm kiếm và nuôi dưỡng các tiểu đệ để cô lập Nhật Bản. Bạn biết cách chia tiền, chỉ khi đồng minh kiếm được lợi nhuận, vị thế của mỹ mới vững chắc và đối thủ mới bị cô lập hoàn toàn câu chuyện của nhật bản không chỉ là bài học cho thế giới mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với việt nam nước ta đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử và bán dẫn tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu rằng mỹ không muốn một đối thủ mạnh lên quá nhanh dù hiện tại việt nam đang được hưởng lợi từ việc các công ty công nghệ mỹ và đồng minh dịch chuyển sản xuất nhưng điều đó không có nghĩa là mỹ sẽ để việt nam trở thành một cường quốc bán dẫn hay công nghệ cần tránh phụ thuộc hoàn toàn vào một thị trường nhật bản từng mắc sai lầm khi quá phụ thuộc vào xuất khẩu sang mỹ đến khi bị trừng phạt thì không có đường lui việt nam cũng cần đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng tránh bị chi phối bởi bất kỳ cường quốc nào. Phải tự xây dựng năng lực cốt lõi, nếu chỉ tham gia vào khâu gia công lắp ráp mà không phát triển được các công nghệ cốt lõi như thiết kế chip, vật liệu bán dẫn hay phần mềm, thì Việt Nam sẽ mãi là công xưởng giá rẻ mà không thể vươn lên vị thế cao hơn trong chuỗi giá trị. Việt Nam còn làm gì? Một đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển, tập trung vào những lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng bứt phá như thiết kế vi mạch, vật liệu bán dẫn và trí tệ nhân tạo hai xây dựng hệ sinh thái công nghệ nội địa khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuối cung ứng công nghệ thay vì chỉ phụ thuộc vào các tập đoàn nước ngoài ba định hướng chiến lược hợp tác khôn ngoan tận dụng sự dịch chuyển chuối cung ứng nhưng đồng thời giữ thế chủ động không để bị biến thành mắt xích nhiều dễ bị thay thế trong tương lai nhật bản đã từng là ông vua ngành bán dẫn nhưng bị mỹ cô lập và suy tàn việt nam cần rút kinh nghiệm từ bài học đó để không lặp lại con đường tương tự thay vì chỉ là công xưởng sản xuất việt nam cần tiến tới làm chủ công nghệ bạn nghĩ việt nam có thể bứt phá trong ngành công nghệ nào hãy để lại bình luận tôi sẽ cùng bạn khám phá thêm trong các chủ đề tiếp theo